Ở thử thách này, người chơi sẽ bịt mặt và phải dùng một chiếc cần câu để đặt chiếc chụp đèn lên đầu của mình. Vì không nhìn thấy gì nên việc định hướng và đặt chiếc chụp đèn lên đầu là một việc rất khó. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.